Hi everyone. So yes, so today I want to introduce you about this kind of car called the Jaguar. Okay, Jaguar F-Type. So now look at this car. It's very, very nice car. It's very, very nice car. And now here is Jaguar. Jaguar F-Type. Look at the roof here. Oh God, it's very amazing car. See it. See how this car looks like. So here, yes. Look at the room here. Mm-hmm. Okay. We're in front here. It's a sport car. It's a sport car 2020. It's a very, very nice car. So for everyone who loves sport car, look at this one. Yeah, this car is the name of the car is called the Jaguar F-Type. It's one of the great car. For everyone who loves the sport car, I recommend you this one. This one over here. Yeah. Mm-hmm. With the back here and the root, got the roof. Oh my god. Yes. Okay, now. Nâng ngày đầu bọn phụ mặc mai dưỡng. Nên nhóm này nó là một mùa tục phết này. Cứ chỉ là nó bọn phụ môn trẻ của. Phải cứ chỉ tục phết là sport. Dưỡng là cứ phụ lật một phương chức nam đi phòng phí. Hay cái cục bếp lan sport mà xâm bình lớn. Đấy. Việc model của nó cứ Jaguar F-Type. Và việc cứ chưa lan mỗi đề mới tới cứ bình như dùng mình tên này sát nằm tên. Và việc thì cầm mốc. Cầm mốc của phía. Hay nó. Việc cứ cầm mốc của phía. Yeah. Tao việc cứ chơi là để sao được chơi, cứ bắt chơi lùng sau này và cái bao bốn và sau bao bốn chọn đăng ký của phía lan mấy mấy lan từng nước từng nước một đề lan sẽ đi mấy mấy để phòng chống trong mới xuống bao bốn check nơi subscribe hay mình chơi cùng bạn nó cùng cầu trên nơi bọc nhóm nhóm nâng này nông lan chụp một cái tiền bạn bao bốn ở cái số này. Okay, so my console to replay.